Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đã phá sản trong năm 2023. Ngày 20 tháng 1, AFA Tiếng Việt loan tin gần 5.000 doanh nghiệp bất động sản phá sản, ngừng kinh doanh trong năm 2023. AFA dẫn thông tin do đại diện Bộ Xây dựng cho truyền thông hay trong ngày 20 tháng 1. Theo đó, có gần 5.000 doanh nghiệp bất động sản phá sản, giải thể hoặc ngừng kinh doanh có thời hạn trong năm 2023. Trong đó có 1.286 doanh nghiệp phá sản giải thể tăng 7,7% và 3.705 doanh nghiệp ngừng kinh doanh tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA cũng dẫn Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS cho biết bất động sản là ngành duy nhất có số doanh nghiệp thành lập mới thấp nhất trong năm 2023, chỉ khoảng 4.725 doanh nghiệp, giảm khoảng 45% so với cùng kỳ. VARS xác nhận bình quân mỗi tháng có khoảng 107 doanh nghiệp địa ốc phá sản. Trong báo cáo của mình, VARS nêu rằng các doanh nghiệp may mắn còn tồn tại trên thị trường hầu hết đều xác định tinh thần hoặc là lỗ hoặc là lợi nhuận có thể giảm tới 80-90% so với cùng kỳ của các năm trước. AFA dẫn đánh giá của Bộ Xây dựng cho rằng sở dĩ xảy ra tình trạng trên là do trong năm 2023, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản đối đầu với ba khó khăn thách thức lớn, đó là vướng mắc về pháp lý dự án, cụ thể như việc thực hiện quy định về phương pháp định giá đất còn nhiều vướng mắc, quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, nhưng không phù hợp với quy hoạch cấp trên. Hình ảnh, biểu đồ giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến kỳ đáo hạn hàng năm. Theo AFA, cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương còn chưa kịp thời đồng bộ cũng gây ra nhiều khó khăn vướng mắc cho dự án bất động sản trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thỏa thuận thu hồi đất, áp giá bồi hoàn với người dân, công tác xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thực hiện các hồ sơ, thủ tục của dự án. Ngoài ra, AFA còn cho biết hàng loạt doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay tín dụng, không huy động được vốn trái phiếu doanh nghiệp và huy động vốn khác, dẫn đến thiếu vốn để thực hiện các dự án, phải giãn tiến độ, dừng triển khai. Thực tế, doanh nghiệp bất động sản không chỉ không huy động được vốn mà còn rơi vào tình trạng nợ thanh toán trái phiếu đến hạn, khiến uy tín của họ xuống thấp và không thể tiếp tục phát hành trái phiếu. Năm 2024 được dự báo là một năm khó khăn hơn khi áp lực trái phiếu đáo hạn gia tăng. Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan, đại gia lừa đảo ngân hàng và trái phiếu. VN Economy cuối năm 2023 cho hay, đỉnh điểm có gần 300.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2024, trong đó nhóm bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn với hơn 297.000 tỷ đồng. Điều này dự báo sẽ còn có hàng loạt doanh nghiệp bất động sản, kể cả một số đại gia hàng đầu, có thể lâm vào phá sản, kéo theo sự sụp đổ của nền kinh tế vốn đã eo uột sau 2 năm suy thoái mạnh. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu đổ vỡ từ sau vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan và một loạt thành viên cao cấp của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ bắt giữ này làm lộ ra lỗ hổng chết người trong quản lý ngân hàng, thị trường trái phiếu, cổ phiếu của Việt Nam. Lỗ hổng này đã khiến cho một cá nhân như bà Trương Mỹ Lan có thể lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng chục ngàn người kéo dài trong nhiều năm, với số tiền khổng lồ hơn 300.000 tỷ đồng, tương đương 6% GDP của Việt Nam và nhiều hơn tổng tài sản của 5 tỷ phú USD Việt Nam cộng lại. Tuy nhiên, chắc chắn không chỉ có một mình bà Trương Mỹ Lan lợi dụng lỗ hổng cực lớn này, mà còn có những đại gia chưa bị lộ khác cũng làm tương tự. Điều này bộc lộ sự mục ruỗng của hệ thống công quyền Việt Nam, báo hiệu sự cáo chung của chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đã phá sản trong năm 2023. 50 năm mất Hoàng Sa, làm gì để giành lại? Kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam mất Hoàng Sa vào Tây Trung Quốc, cần bác bỏ những quan niệm sai lầm về sự kiện này và giải quyết những bất lợi pháp lý khi kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Quan niệm sai lầm và bất lợi pháp lý có thể tạo cảm giác bất lực và cam chịu, cản trở khả năng giành lại lãnh thổ hợp pháp.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng hình ảnh chiến hạm HQ-16 của Việt Nam Cộng Hòa đã tham gia cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Quan niệm sai lầm về hải chiến Hoàng Sa. Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nhất là đổ hết trách nhiệm cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nhận thức này xuất phát từ thực tế là cuộc xâm lược của Trung Quốc xảy ra năm 1974 khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa quản lý Hoàng Sa. Quan điểm này bỏ qua thực tế rằng Hoàng Sa là của Việt Nam và chúng ta có lịch sử kiểm soát Hoàng Sa từ nhiều thế kỷ trước. Quần đảo này là một phần không thể thiếu trong di sản hàng hải của Việt Nam và liên tục do chính quyền Việt Nam quản lý. Một quan niệm sai lầm khác là đánh giá thấp giá trị, vì thế mà đời này không đòi được thì để đời sau, như ông Vũ Đức Đam đã từng nêu. Đây là một quan điểm thiển cận, không đánh giá được tiềm năng chiến lược của quần đảo. Nằm trên lộ trình hàng hải quan trọng bậc nhất của khu vực và thế giới, Hoàng Sa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh tổ quốc, an ninh hàng hải của Việt Nam, duy trì quyền lợi trên biển và cân bằng quyền lực ở Biển Đông. Hình ảnh sơ đồ hải chiến Hoàng Sa. Bất lợi pháp lý. Ngoài những rắc rối từ công hàm của ông Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958, như nhiều chuyên gia đã lên tiếng, khả năng hết thời hiệu theo đuổi hành động pháp lý làm tăng thêm lo ngại Việt Nam mất Hoàng Sa vĩnh viễn. Trao đổi với nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn, VOA thuật lại, tập quán quốc tế nhìn nhận sự im lặng của một quốc gia trước một vấn đề buộc quốc gia đó phải lên tiếng như là sự đồng thuận mặc nhiên. Hai nước ký thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc. Theo đó, tranh chấp giữa hai bên trên Biển Đông sẽ được hai bên giải quyết thông qua hiệp thương hữu nghị. Như vậy, theo ông Tuấn, Trung Quốc có thể vin vào điều ước này để ngăn cản Hà Nội kiện Bắc Kinh trước một tòa quốc tế về bất cứ nội dung nào. Trở lại vấn đề thời hạn khiếu kiện, có khả năng điều khoản này không được áp dụng trong trường hợp của Hoàng Sa. Một số ý kiến cho rằng, việc Trung Quốc tiếp tục chiếm đóng Hoàng Sa có thể cấu thành hành vi liên tục xâm lược, nên có thể kéo dài thời hiệu. Ngoài ra, luật pháp quốc tế cho phép nộp đơn phản tố chống lại các hành vi xâm lược. Điều này có thể cung cấp cho Việt Nam cơ sở pháp lý để theo đuổi các yêu sách của mình. Thiếu tá Hạm trưởng Ngụy Văn Thà và Đại úy Hạm phó Nguyễn Thành Trí của HQ-10. Bác bỏ những quan niệm sai lầm và đòi chủ quyền. Cần phản bác những quan niệm sai lầm đã cản trở sự hiểu biết và hành động của công chúng. Các chiến dịch giáo dục nên được khởi xướng để nâng cao nhận thức về các yêu sách lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với biển đảo. Các chiến dịch truyền thông cần nhấn mạnh tầm quan trọng về mặt an ninh và kinh tế của Hoàng Sa, những thiệt hại tiềm ẩn đối với đất nước nếu Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng. Tham gia vào hoạt động ngoại giao quốc tế để tạo dựng sự ủng hộ cho các yêu sách chủ quyền của Việt Nam. Điều này có thể liên quan đến việc hợp tác với các bên tranh chấp khác ở Biển Đông, cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, Việt Nam nên tiếp tục đầu tư vào khả năng phòng thủ hàng hải của mình để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Một lực lượng hải quân mạnh là cần thiết để bảo vệ lợi ích hàng hải của Việt Nam và bảo vệ lãnh thổ hợp pháp của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin 50 năm mất Hoàng Sa, làm gì để giành lại? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d